Hiếu Phan Vlog gửi lời chào thân yêu và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước ạ. Thì rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong cái video này. Thì video này Hiếu cũng xin chia sẻ về thiền am để cho quý vị được biết về cái thông tin như thế nào. Thì quý vị chắc cũng đã nghe xôn xao ở trên mạng xã hội tuyên truyền và nói về cái vấn đề mà thầy ông nội loạn luân, đúng không ạ? Thì cái sự việc này quý vị có tin hay không, cái đó là quyền của mỗi người. Nhưng Hiếu chỉ tâm tình với quý vị như thế này: từ trước đến giờ chúng ta bảo vệ thiền am là chúng ta bảo vệ về cái gì đó, thì trong mỗi con người chúng ta sẽ có một cái câu hỏi tự mình đặt ra và cũng sẽ có một cái câu trả lời riêng cho mình. Còn đối với cá nhân Hiếu, từ trước đến giờ Hiếu làm về thiền am, Hiếu binh vực thiền am là vì những đứa trẻ ở đây, những cái thành viên ở đây Hiếu cho là những người rất là tốt. Họ sống ở trong một cái xã hội được rất là nhiều người kính trọng, đúng không ạ? Những cái việc làm và những cái hành động của họ hàng ngày cũng đã nói lên tất cả mọi cái vấn đề mà để lấy lòng rất là nhiều người, những người yêu thương các bé cũng như là yêu thương các thành viên ở đây. Còn cái vấn đề của sư thầy ông nội có loạn luân hay không loạn luân thì cho tới thời điểm hiện tại chúng ta chỉ nghe cái thông tin này về một cái cá nhân nào đó, về một phía nào đó, chưa có thật sự có một cái kết quả nào chính xác mà cũng như là cơ quan chính quyền đã đưa ra hết quý vị. Cho nên là chúng ta không nên đặt nặng cái vấn đề này để rồi chúng ta sẽ bị hoang mang. Và Hiếu biết rằng sau khi mà nghe được cái thông tin này ở trên mạng xã hội cũng như là ở trên một cái trang Facebook cá nhân của một cái người nào đó, cho phép Hiếu là không có nói tên thưa quý vị, thì chắc ai cũng đã biết rồi đúng không ạ? Là quý vị cũng đã biết ai rồi đúng không ạ? Thì trên mạng xã hội bây giờ nó lan truyền rất là nhiều rồi. Cho nên là Hiếu cũng làm cái video này để tâm tình với quý vị và muốn trấn an quý vị. Trong cái việc này chúng ta phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tại vì bây giờ Hiếu biết là có rất là nhiều người yêu thương thiền am cũng như là yêu thương năm chú tiểu, họ đã đặt niềm tin của mình vào đó. Nhưng khi nghe một cái thông tin sốc thì sẽ có những cái suy nghĩ chợt lóe lên ở trong cái tư duy của mình. Đó, nếu mà chúng ta không có giữ vững lập trường thì rất có thể là dễ bị lung lay và đi theo một cái chiều hướng xấu nhất là quay mặt lại với thiền am, đúng không quý vị? Hôm nay Hiếu muốn nói một điều như thế này: chuyện gì ra chuyện đó. Chúng ta từ trước đến giờ chúng ta lên tiếng bảo vệ thiền am là chúng ta muốn đi đòi lại cái sự công bằng cho thiền am. Trong những cái vụ việc mà chúng ta chứng kiến, đó là cái vụ 50 người và cái thời gian gần đây nhất là có những cái nhóm côn đồ đến đập phá và đe dọa đến tính mạng của những thành viên ở thiền am. Thì chúng ta đang làm cái việc này rất là tốt và chúng ta cũng đã có một cái tiếng nói cùng đồng hành với nhau, thì tại sao chúng ta không tiếp tục làm cái việc này? Và Hiếu cũng trấn an mọi người rằng đi là phải đi cho hết cái con đường của mình chọn, đúng không quý vị? Còn cái việc nào ra việc đó, Hiếu muốn nói như thế này: cái chuyện loạn luân của thầy ông nội có chính xác hay không thì chưa có một cái kết quả nào nó trả lời cho tất cả chúng ta biết cả. Cho nên là hiện giờ là Hiếu biết là quý vị đang hoang mang và đặt cái câu hỏi này rất là nhiều. Cái vấn đề mà loạn luân thì Hiếu không bao giờ mà chấp nhận được, cũng như quý vị sẽ không chấp nhận được cái việc làm này, đúng không ạ? Ở đâu cũng vậy, ở đất nước nào cũng vậy. Những cái chuyện mà những cái việc làm đó tất nhiên là bị lên án rất là nặng. Cái việc mà loạn luân nó không có đơn thuần, nó làm bại hoại thanh danh của một cái con người. Và cái miệng đời họ sẽ tuyên truyền về cái việc làm này và cho rằng cái đạo đức rất là kém, đúng không quý vị? Nó thật sự là làm cho chúng ta không thể nào chấp nhận được một cái việc làm đó. Người ta thường nói là trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn chơi chơi. Nếu mà cái việc mà loạn luân
mà như những gì mà một cá nhân nào đó nói, sự việc nó có xảy ra thì chúng ta cũng không có chấp nhận được cái việc làm đó. Nhưng cái nào ra cái đó, ở chỗ là người lớn làm thì người lớn phải có trách nhiệm và chịu trước pháp luật, đúng không quý vị? Chịu một bản án thích đáng trước cái pháp luật. Còn chúng ta ở đây là chúng ta yêu thương các cái bé ở đây, yêu thương những đứa trẻ, những cái tài năng mà chúng ta đã từng thấy, và cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn tiếp tục yêu thương. Thì tại sao chúng ta quy vào các cái tội đó gồm chung một chỗ thì thật sự là nó không có công bằng cho những đứa trẻ, đúng không ạ? À? Chúng ta đang yêu những đứa trẻ, chúng ta đang lên tiếng bảo vệ về cái công bằng và đòi lại cái những gì mà tuổi thơ của các bé đang sống ở Thiền Am chứng kiến và chịu đựng từ bấy lâu nay. Tại sao vì một cái vụ việc mà chưa có thật sự chính xác mà còn có rất là nhiều người đã nghi vấn và đặt nặng cái vấn đề này, rồi có thể là không không giữ vững lập trường của mình, có thể là quay lưng ngoảnh mặt với Thiền Am. Thì đây là Hiếu muốn mọi người là hãy bình tĩnh và xem xét cái sự việc nó có đúng sự thật hay không. Nếu mà thầy ông nội phạm vào cái tội này, cái tội loạn luân, thì chúng ta có quyền lên án, tại vì không ai chấp nhận cái việc làm này cả. Nhưng người nào làm người đó chịu, đúng không ạ? Nghiệp ai nấy chịu, đúng không quý vị? Ai tạo ra thì người đó phải đối diện với cái hình phạt thích đáng nhất mà pháp luật sẽ đưa ra. Còn chúng ta ở đây là chúng ta đang bảo vệ những đứa trẻ, bảo vệ cái công bằng để đòi lại những cái gì mà từ trước đến giờ Thiền Am đã chịu thiệt thòi. Thì chúng ta phải tiếp tục đi trên cái con đường này và cùng nhau có cái tiếng nói để xử lý nghiêm những cái vụ việc đó mà xã hội rất là cần thiết trong hiện nay, thưa quý vị. Cho nên Hiếu mong rằng quý vị khán giả yêu thương năm chú tiểu, yêu thương những đứa bé ở đây, thì chúng ta hãy đặt cái niềm tin và hãy bình tĩnh xem xét cái sự việc nó có đúng sự thật hay không, đúng không ạ? À? Chúng ta đừng vội kết án cho một ai cả khi mà cái chứng cứ nó chưa có được cơ quan chức năng công bố để cho mọi người được biết. Thì chúng ta có quyền suy nghĩ, nhưng chúng ta cần phải có một cái lập trường kiên định để chúng ta không quay lưng ngoảnh mặt với cái người mà cái nơi đó, đặc biệt là Thiền Am cũng như là năm chú tiểu mà chúng ta luôn ủng hộ bấy lâu nay có cái tiếng nói cho đến thời điểm hiện tại, thì tại sao chúng ta không tiếp tục à, đúng không ạ? À? Chúng ta phải có một cái tình yêu sâu sắc và một cái lương tâm đúng với cái công việc mình làm thì mình phải làm cho nó tới, đúng không quý vị? Chứ chúng ta chưa có biết được rõ ràng như thế nào thì chúng ta cũng không nên đoán già đoán non, nó làm rối lên hết tất cả mọi thứ. Rồi những cái việc mà chúng ta từ trước đến giờ chúng ta làm thì nó sẽ bị hỏng đi, nó không có được hay cho lắm. Cho nên là Hiếu rất mong mọi người là nên bình tĩnh, và những việc làm ở Thiền Am hiện giờ các thầy đang làm thì chúng ta có thể là cũng được suy nghĩ ra được một chút xíu nào đó là các thầy đang im lặng. Im lặng không có nghĩa là không biết gì. Im lặng ở đây là các thầy đang có một cái dự định, một cái kế hoạch sắp tới sẽ được sáng tỏ để cho mọi người được biết là Thiền Am như thế nào, và họ muốn đòi lại công bằng của họ. Tại vì bấy lâu nay là các thầy cũng như là thầy ông nội nói riêng là cũng đã nhịn nhục rất là nhiều rồi, chịu đựng rất là nhiều rồi, thưa quý vị. Đến thời điểm hiện tại thì rất cần thiết là các thầy cũng như là thầy ông nội mạnh mẽ lên, làm những việc mình cần làm để đòi lại cái công bằng và cái trong sạch của mình, đúng không ạ? À? Thì cái video hôm nay Hiếu chỉ trấn an mọi người là như vậy. Chúng ta hãy bình tĩnh và chúng ta im lặng để chúng ta cùng cùng nhau tìm hiểu. Không nên nói nhiều, nói nhiều thì có thể là những cái gì mà kế hoạch thì nó sẽ bị vỡ lẽ ra, nó không có được hay. Ai cũng biết cái thông tin rồi thêm mắm dặm muối, mỗi người ít ít thì nó không có hay lắm. Chúng ta hãy im lặng để cho chính quyền cũng như là luật sư phối hợp với nhau làm việc. Còn cái vấn đề mà ADN đó, con
loạn luân như thế nào đó, thì đây là một cái vấn đề cũng chưa có thật sự rõ ràng, thưa quý vị. Khi nào có kết quả từ cơ quan ban ngành mà họ đưa ra rộng rãi để cho mọi người được biết á, thì lúc đó chúng ta có quyền lên tiếng và kết tội người đó, đúng không ạ? À? Tại vì cái việc làm mà loạn luân thì không ai chấp nhận được. Tất cả trên thế giới, tất cả các nước, thưa quý vị, đều có cái luật pháp hết trong cái việc làm này, phải đem ra xử. Chuyện ai làm người đó chịu, nghiệp ai làm, ai tạo thì người đó gánh. Vậy thôi, Hiếu chỉ muốn làm quý vị hãy bình tĩnh và chúng ta cũng tiếp tục yêu thương các bé và ủng hộ cho Thiền Am. Chỉ vậy thôi. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và cuối video Hiếu cũng xin cảm ơn một lần nữa. Cảm ơn quý vị, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Hiếu ạ. Hiếu kính chúc cho cô chú anh chị và các bạn luôn luôn có cuộc sống an lành, ấm no và thật nhiều hạnh phúc. Xin tạm biệt và Hiếu sẽ tiếp tục cập nhật để gửi đến cho quý vị những cái thông tin gì mới về Thiền Am. Hiếu xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ạ.